Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại Tenor Guitar. Và đã lâu lắm rồi chúng ta mới được cầm trên tay một cây đàn Cordoba F7 rất là đẹp các bạn. Rất là tuyệt vời, đã lâu lắm rồi. Trên tay mình đang là một cây đàn Cordoba F7 cực kỳ sang trọng, tuyệt đẹp, rất là đẹp. Cordoba F7 nó là mặt top là gỗ Solid Spruce châu Âu, rất là đẹp. Lưng hông Cypress, một loại gỗ các bạn có thể nhìn thấy cái màu ha, rất là quý tộc luôn. Và cái điều đặc biệt là cái cây Cordoba F7 này thì họ thiết kế cái thùng đàn nó sẽ mỏng hơn những cây đàn classical thuần túy. Nó giúp cho người chơi ôm một cảm giác rất là thoải mái, rất là gọi là sao ta, rất là dễ chịu mà khi chúng ta ôm vào. Đặc biệt là đối với những anh chị em mà có thân hình cái bụng mình hơi to một chút thì chúng ta ôm mình biểu diễn như kỹ thuật nó thoải mái hơn, nó dễ dàng hơn. Và đây là một cây đàn mà chúng ta có thể chơi được nhạc flamenco các bạn. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy nè, chỗ này nó có một cái big guy giúp cho anh chị em chơi chúng ta gõ thùng thoải mái ha, nó không có bị ảnh hưởng tới mặt top. Đó, thoải mái. Và âm thanh của nó thì rất là bay bổng thanh tao nhưng không kém phần ấm áp thưa quý vị. Tiếng đàn rất là hay các bạn, vì Cordoba họ luôn luôn lựa chọn những cái vật liệu thật tốt đưa vào những sản phẩm của họ. Cụ thể các bạn có thể nhìn thấy mà, cần đàn cái mặt fingerboard này đều là gỗ cẩm lai luôn nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Cẩm lai rất là đẹp. Headstock và bộ khóa này các bạn tuyệt vời, không có gì để chê. Mà cái cần đàn của hãng Cordoba các bạn ôm nó rất là thoải mái ha. Nó không như những cái cần đàn của những cái hãng classic khác, mà cần Cordoba chúng ta ôm nè rất là vừa tay ha. Bên trong nó có cả lõi thép, nó giúp cho cây đàn của chúng ta tuổi thọ lâu hơn, bền hơn. Và mới với cái mức giá 11,5 triệu các bạn đã sở hữu được một cây đàn cực kỳ chất lượng như thế này rồi. Đó là điều đặc biệt mà Cordoba họ mang lại. Cấu hình tốt, giá thành lại rẻ các bạn ha. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Cái này các bạn chơi đệm hát cũng được, mà solo finger style cũng như là flamenco thì quá tuyệt vời rồi, hoặc là cổ điển đều được nha các bạn. Thank you.
Streaming. Ok. Đây có thể nói đó, các bạn có thể nói đây là một cây đàn cực kỳ tiện dụng luôn, và nó rất là hay trong cái phân khúc giá 11 triệu mà các bạn muốn sở hữu nó để chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau, flamenco, classical, đệm hát. Âm thanh của nó khá là trẻ trung. Và clip review của mình đến đây đã kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip review sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút ít thời gian quan tâm theo dõi kênh channel P Guitar. Và nếu thấy hay, cảm thấy thích thú thì vui lòng cho mình xin một like, share cũng như subscribe để kênh YouTube của mình ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip review sau.